có những cái khoảnh khắc cô đơn. Nhiều người nói là cô đơn không phải là khi bạn ở một mình, mà cô đơn là nhiều khi bạn ở giữa rất là nhiều mình, bạn lại cảm thấy là không kết nối được với ai. Cái cảm giác cô đơn là cảm giác không có nổ được. Mà người ta cũng không biết luôn. Đó là lý do bạn cô đơn. Và những người ngoài là sẽ định kiến về cái sự cô đơn của bạn theo một cái góc nhìn, đó là bạn kiếm chuyện, bạn sống tiêu cực, bạn sao? Không lẽ giờ tôi ngồi đây tôi nói thuốc ai nấy hưởng, quả ai nấy chịu thì nó kỳ, nó không đúng trong cái vai trò. Nhưng thật sự thì các bạn cũng đừng có chấp niệm vô trong một cái câu chuyện là mình phải là cái người đi giải quyết vấn đề cho người khác, khi cái điều đó nó không thuộc về cái trách nhiệm nghề nghiệp của các bạn. Chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà cái sự kết nối thông tin nó rất là nhiều và rất là dễ dàng. Thì nó tiện có một kịch lý ha, kết nối rất là dễ thì mình lành một thế hệ là mất kết nối, chỉ vì là chúng ta có quá nhiều thứ, nhiều kênh, nhiều phương tiện để kết nối. Nối hay là chạm hay là cột.